Đây là mẫu tép 500k và 600k. Lâu lắm rồi mình không lên video cho anh em. Đây. Mẫu này mẫu 500k nhá. 500 với 600 thì nó không khác gì nhau. Để anh em lấy loại nào cũng được. 500 cái 600k thì cái đầu nhọn nó như ngắn hơn này. Đấy, đây là 600k một đôi. Cái này là côn 2,5. Từ 8 phân nhá. Đường kính 5 châm của cái củ này là 8 phân. Hai loại này nó đều bằng nhau. Đây là 500 và 600k. Đây 500 đây, 500 đường ngọn nó dài hơn đây. Đầu nhọn nó dài hơn khoảng bằng cái phễu nhá. Đây bên dưới đây, 500 đây. Đây cái đầu nhọn này nó ngắn hơn đây. Đây 600. Giá đã bao ship nhá. Hai mẫu này là cái mẫu tiêu biểu. Nó chỉ bằng cái giá tiền mà anh em đi sửa loa thôi. Và một cặp này là 500. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và một cặp đây là 600. Này thì nó đánh cho từ âm ly 4 sò, 8 sò, 12 sò, 16 sò, 20 sò và đẩy 40 sò. Cái này gọi là mẫu 250, côn 2,5. Bao ship và bảo hành 1 năm. Nó chỉ bằng một hôm anh em đi sửa loa thôi. Loa tép chống cháy 100%. 500.000 và 600.000. Bán chạy nhất, nó rất là tầm tiền. Đây là những cái giải pháp mà anh em hay cháy tép, chết tép thì liên hệ với mình nhá. Trên lưu loa tép thông minh. Số điện thoại 0973 533 269. Cái video này mình mới làm cho anh em. Thì là lâu lắm rồi, mình không lên sóng rồi. Đây. Ngày nào mình cũng đóng hàng nhá. Đây 600 đây, mình sẽ quay lại cho anh em xem kỹ nhá. 600 đây, cho anh em xem nhá, đây. Quay từ đầu tới đít cho anh em nhé. Đây là 600. Đó, bên này là 500. Đây, đây là 500 và đây là 600. Đấy, bảo hành 1 năm bằng số điện thoại. Mình ship hàng qua đường bưu điện nhá. Ship hàng toàn quốc. Đây là cái giải pháp chống cháy tép rất hiệu quả. Những anh em hát karaoke mà hay cháy tép, chết tép thì liên hệ với mình nhá. Mẫu này là chúng tôi sản xuất từ 2019. Thế nên là bây giờ chúng tôi vẫn làm, sản xuất cho anh em đi liên tục. Đây có bóng đèn đấy nhá. Đây bóng đèn cảnh báo méo tín hiệu. Bóng đèn không sáng mới ok nhá. Chứ còn bóng mà bị sáng thì anh em phải xem lại ngay. Vang, nâng, lọc của chúng ta, bộ dàn của chúng ta đang bị lỗi tín hiệu. Bóng không sáng mới ok. Và chúng tôi kèm cho anh em một cái bóng dán băng dính màu trắng trên nóc. Cái bóng này có thể rút ra và thay thế. Nó là hệ đuôi cắm. Nhưng không sáng mới ok nhá. Đấy, chứ còn bị sáng là do méo tín hiệu khoảng 20, 30, 40%. Nó tùy từng công suất của đẩy. Với là từ cái độ cho anh em phối gắp lung tung, vang nâng lọc. Méo càng lớn thì nó sẽ bóng nó sẽ càng sáng. Có rất nhiều anh em chơi đẩy 40 sò mà không sáng. Nhưng mà có rất nhiều anh em chơi âm ly 12 sò mà đã bị sáng. Đấy là do hoặc là đẩy 24 đã bị sáng rồi. Đấy là do bị lỗi tín hiệu. Có nghĩa là không phải giải tép mà giải của rất nhiều tạp âm lọt vào tép, nên bóng đèn nó sẽ cảnh báo, nó sẽ báo sáng ngay. Không sáng mới ok. Đây là 500 và 600. Đấy, mời anh em, cảm ơn anh em đã vào xem video. Đấy, anh em cần hàng thì điện cho mình. Đôi này là nặng 2,3 cân một đôi nhá. 2,3 cân một đôi. Đấy. 2,3 cân một đôi. Đấy. Nha.